cây hoa này thì các bạn biết là sau một thời gian nó bọn nó sẽ rụng hết, nó sẽ rụng xuống dưới gốc cây là những cái hoa như chúng ta đã nhìn thấy đây. Cái hoa rất là đẹp, các bạn nhìn thấy cái hoa rất là đẹp luôn. Nếu mà có một vườn rộng thì nhìn là một vườn hoa trắng đỏ xen lẽ kẽ. Phần đài đây chính là cho là phần đài, và cái này chính là cái phần dược liệu mà cho những người làm dược liệu chế biến thành rượu này, siro này hay là trà, họ dùng cái này. Tức là sau khi nở hoa làm đẹp cho đời thì cái phần đài còn lại này, phần đỏ đỏ này sẽ chính là cái phần mà sử dụng để làm dược liệu và có thể bán được ra tiền, trung bình là 10 đến 15 nghìn một cân. Thưa các bạn, là chúng ta bắt đầu tôi sẽ khám phá cái đài hoa. Tức là sau khi mà tôi vừa quay cái cảnh hoa nó rụng xuống rồi đấy, thì còn một cái đài hoa nó trên cây. Và cái chính cái này là cái thành phần mà bán được ra tiền đây, 10 đến 15 nghìn một cái cân như này. Mà nhiều nơi thì gọi là bột giấm, nơi thì là gọi quả astiso đỏ, nhưng bản thân chính là cái đài hoa đấy. Và trong này nó có rất nhiều thành phần dược liệu, nhưng mà có thể các bạn nhìn thấy đây là màu đỏ, nên là nó sẽ có vitamin A và nó rất là chua, thực sự là chua lắm các bạn. Thì nó là có vitamin C, và khi mà ngâm này thì chúng ta sẽ ngâm là cứ một cân cái quả này này, cái hồng hoa này này, thì là các bạn một cân này thì ngâm với lại một cân rưỡi đường. Đấy là cái tỷ lệ mà các nhà sản xuất đang khuyến cáo. Thế bây giờ chúng tôi thử khám phá bên trong nó có gì nhé. Thì các bạn thấy là cái cánh hoa này đấy, sau này ngâm thì mình chỉ ngâm cái phần màu đỏ này thôi. Đây, cái phần màu đỏ này thôi. Đấy, cái phần mà tôi đang để lên dưới bàn này. Đấy, cái phần màu đỏ này thôi. Đây, rất là chua các bạn, chua lắm. Và có màu đỏ. Các bạn có thể ngâm tươi hoặc là sấy khô đi để làm trà. Sấy khô đi để làm trà. Và trà này các bạn vẫn phải cho đường vào uống. Và cũng nó có khi mà chúng tôi uống thì tôi cảm nhận cái là rất đói rất nhanh. Còn sau đây là còn đây trong này là cái nhụy của nó. Nhụy của nó thì có hạt các bạn, để rất nhiều hạt này. Đây các bạn nhìn này, cái hạt màu trắng này, cái hạt màu trắng này. Thì rất hay là cái hạt này cũng có dược liệu, có những cái tinh dầu để có thể chiết xuất ra được những cái sản phẩm dược liệu. Tuy nhiên thì là sẽ còn tôi không nói về vấn đề này, mà tôi chỉ nói đến cái vấn đề là cái hạt này nếu mà các bạn để già đi đấy, cái quả này nó cái cây này nó héo già đi đấy, thì cái hạt này nó sẽ già đi và mình sẽ lấy hạt cho vụ sau. Có nghĩa là mình không sợ bị mất giống. Đấy là một trong những cái vai trò rất hay của cái cây hồng hoa này. Tức là đầu tư một lần thôi. Và thì những cái hạt này phơi khô thì sang các bạn nhá. Đây là một bình trà, tức là cánh hoa hồng tươi tôi cho vào nấu đun sôi lên, đổ ra có cái nước màu đỏ như thế này. Thế sau đó chúng ta biết là vị nó hơi chua một chút, cho nên là mình cho một ít đường. Sau đó các bạn cho tủ lạnh uống, rất là mát vào mùa hè. Và bà tôi thử nếm một chút xem là cái vị của nó như nào. Đây là các vị đấy, đỏ đỏ, xem tôi thử nếm. Có thể cảm nhận được là cái nước này sau khi cho đường, và tất nhiên tôi không cho nhiều đường quá, thì uống giống như là cái nước rau dền đấy. Cái nước rau dền đỏ đấy các bạn. Chào các bạn nhé. Xa đây là cái siro mà đã được ngâm đường với tỷ lệ là 1,5 cân đường, 1 cân cánh hồng hoa này. Thì nó đã xa sau khi ngâm thì nó cái cánh hồng hoa ăn rất là ngon, nó giòn giòn như mứt đấy. Tôi ăn thử rất ngon luôn. Thế còn cái nước siro thì các bạn biết rồi, chúng ta chắc ra nó màu đỏ đỏ như này. Đấy, chè nó đỏ và nó keo keo lại như cái siro đấy. Thì mình có thể cho uống với đá, hoặc là mình pha với nước lạnh. Đấy, nó tạo ra một cái cốc nước màu đỏ đỏ như thế này, để cho trẻ con vào mùa hè uống rất là mát. Đấy, cốc nước rất là bắt mắt. Là hồng hoa đã được cho vào nước rau luộc, muống luộc để đánh giấm như kiểu như sấu hay cà chua hay me đấy các bạn ạ. Thì nó ra cái vị màu đỏ như nước chua, chua chua. Đấy là cũng là một trong những cái vị thức ăn. Tất nhiên là khi mà tôi còn quảng cáo thêm món lá nữa, thì có thể mình nấu với lại các cái đồ hải sản chua chua nữa. Như vậy cây này có rất nhiều tác dụng và ăn được rất nhiều, với các nhiều món khác nhau.